thực hiện chủ trương giảm diện tích lúa gieo xạ trong sản xuất nông nghiệp, từ đó hạn chế sử dụng thuốc trừ cỏ. Thời gian qua, các cơ quan trong khối nông nghiệp huyện Vụ Bản cùng các địa phương trong huyện đã triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh áp dụng cấy máy dần thay thế cho việc gieo xạ. Vừa qua, xã Trung Thành đã triển khai ứng dụng mô hình cấy bằng máy vào sản xuất vụ xuân này. Vụ xuân năm 2022, xã Trung Thành gieo cấy hơn 300 hectare lúa, trong đó chủ yếu là gieo xạ. Nhận thấy mặt trái của phương thức gieo xạ là dễ bị ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết không thuận lợi như rét đậm, rét hại trong vụ xuân, mưa úng trong vụ mùa. Đặc biệt, gieo xạ phải sử dụng ít nhất một lần thuốc trừ cỏ, một lần thuốc trừ ốc, còn trong điều kiện thời tiết bất thường, gặp mưa lớn sau khi xử lý thuốc hay trường hợp phải gieo lại thì số lần phun thuốc cũng phải tăng lên 2 đến 4 lần. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sinh thái. Cùng với đó, hiện nay lúa cỏ, lúa dại đang có nguy cơ lây lan ra diện rộng trong toàn huyện, tập trung nhiều trên các diện tích gieo xạ. Với mục đích đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, xã Trung Thành tích cực tuyên truyền nông dân áp dụng máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là máy cấy. Do vậy, chủ trương đẩy mạnh cơ giới hóa khâu gieo cấy, giảm dần diện tích gieo xạ được xã Trung Thành từng bước áp dụng. Để thực hiện mô hình này, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Trung Thành đã tuyên truyền vận động 99 hộ nông dân đăng ký tham gia với tổng diện tích 11 ha. Đồng thời tìm hiểu và lựa chọn cơ sở làm dịch vụ chọn gói từ gieo mạ, quế đảm bảo chất lượng và giá thành có lợi nhất cho hộ nông dân. Tại cánh đồng thôn Tư, xã Trung Thành, các đại biểu và người dân đã được tham quan máy cấy trên thửa ruộng của gia đình. Qua quan sát, sử dụng máy cấy mạ khay chỉ trong 1 giờ là máy cấy xong 10 sào ruộng. So với gieo xạ thì việc gieo cấy bằng máy gần như không phải sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ ốc bơ vàng, mật độ cấy đồng đều, ruộng lúa thông thoáng. Điều này sẽ giúp lúa sau cấy quang hợp tốt, hạn chế sâu bệnh, từ đó giảm sử dụng phân bón và chi phí thuốc trừ sâu, góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng và sức khỏe của người dân. Việc thực hiện mô hình để người dân có cơ hội tham quan, học hỏi, được tận mắt quan sát những ưu điểm của việc cấy máy mạ khay mang lại đã từng bước thay đổi tập quán gieo xạ của bà con nông dân, từ đó thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp xanh, sạch.